Lệ Quyên vẫn còn thương đại gia Đức Huy, cần ít nhất mười mấy năm để đạt ngưỡng tình cảm đầu với người sau. Mới đây, trong lúc giao lưu tại một điểm nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi chủ động chia sẻ mối quan hệ với chồng cũ là doanh nhân Đức Huy. Sau hơn 3 năm đường ai nấy đi, Lệ Quyên cho biết cô và Đức Huy vẫn giữ mối quan hệ như những người bạn, thường xuyên gọi điện hỏi thăm qua lại. Giọng ca Nếu Em Được Lựa Chọn còn tiết lộ việc động viên chồng cũ tìm tình yêu mới. Lệ Quyên chia sẻ, tôi và anh ấy vẫn yêu quý nhau, tôi động viên anh ấy tìm một người thật tốt để gắn bó và chỉ một người thôi. Anh cứ lãng tử đa tình phiêu diêu mây gió quá thì những phụ nữ nghiêm túc họ sẽ sợ, tôi vẫn hay trêu ba của con mình như vậy. Đáng chú ý, Lệ Quyên không ngại ngùng khi nói cô và Đức Huy vẫn còn thương nhau vì đã có hơn 10 năm gắn bó. Nữ ca sĩ trải lòng, cả hai vẫn thương nhau vì có cả 10 năm bên nhau, xây dựng vượt qua khó khăn. Nếu một người nào đó bước vào cuộc đời tôi mà đạt đến ngưỡng tình thương ấy, ít nhất cũng phải mười mấy năm. Lại còn phải xây dựng, vun đắp. Dù chúng tôi giờ không còn yêu nhau hay tình nhân nữa nhưng vẫn xem nhau là người thân. Đến nay, Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy xem nhau như người thân, cùng nhau chăm sóc con trai là bé Kỳ Anh, gọi là bé Bo. Cô cho biết mẹ là người phụ nữ tốt, bà cũng là người đàn ông tốt. Nhưng ba mẹ sống với nhau không vui vẻ nữa, ba mẹ giờ là bạn của nhau. Nhưng ba mẹ vẫn yêu thương và dành mọi điều tốt đẹp cho con. Con có muốn hỏi thêm gì không? Thời gian qua, Kỳ Anh lớn lên trong tình yêu thương, chăm sóc đầy đủ của bố mẹ. Có bố là đại gia, còn mẹ là nữ hoàng phòng trà của showbiz Việt. Cuộc sống của nhóc tí sung túc, không thiếu thứ gì. Đức Huy từng tặng con trai siêu xe khoảng 30 tỷ trong sinh nhật tròn 11 tuổi. Gần đây, Lệ Quyên khiến dân tình trầm trồ vì khoe biệt thự ở Mỹ trị giá khoảng 1,5 triệu đô do cô mua cho quý tư. Chia sẻ thêm về chuyện tình cảm của nữ hoàng phòng trà, cô và chồng cũ Đức Huy có khoảng thời gian bên nhau 12 năm trước khi ly hôn. Đến năm 2020, Lệ Quyên xác nhận đã ly hôn với chồng doanh nhân. Cô chia sẻ rằng cả hai không ai tổn thương ai, vẫn xem nhau là bạn bè. Đến đầu năm 2021, tức là khoảng 3 tháng sau khi xác nhận chuyện ly hôn, nữ hoàng phong tra lần nữa khiến dư luận xôn xao khi công khai hẹn hò với Lâm Bảo Châu, cựu người mẫu kém cô 12 tuổi. Thời gian qua, cặp đôi thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm lên mạng xã hội. Hơn 2 năm hẹn hò, Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên dành nhiều thời gian để cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Ở tuổi 42, nữ ca sĩ hạnh phúc chia sẻ được bạn trai yêu thương, chiều chuộng hết mực. Không chỉ chăm sóc cho bạn gái từng ly từng tí, Lâm Bảo Châu còn thường xuyên thắp tùng nữ ca sĩ tham dự các sự kiện showbiz. Riêng về chuyện tình cảm của chồng cũ Lệ Quyên, sau khi hôn nhân tan vỡ, doanh nhân Đức Huy nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò. Công chúng từng có khoảng thời gian bắt gặp Đức Huy qua lại thân thiết với diễn viên Khánh My, người mẫu Cẩm Đan hay gần đây nhất là Hoa hậu Mai Phương. Tuy nhiên, đến nay, doanh nhân Đức Huy chưa từng xác nhận mối quan hệ tình cảm hay công khai bạn gái mới.